Chào tất cả mọi người đến với channel của Đức nha. Hôm nay Đức sẽ phân tích và nói về một cái chủ đề. Chủ đề này Đức nói ra chắc là sẽ nhận được nhiều gạch đá của anh chị lắm. Thì vì đa phần những anh chị đầu tư coin từ những năm 2013, 2015 thì mọi người vẫn chưa, đa phần là chưa phân biệt được là blockchain và Bitcoin. Và mọi mình cứ nghe nôm na là blockchain mới là tương lai, blockchain mới là tương lai, còn Bitcoin là lỗi thời rồi. Bitcoin giờ là không còn giá trị nữa rồi, nó là vỏ sò, nó là không có giá trị. Một số thạc sĩ nói là Bitcoin là vỏ sò, nó không có giá trị, blockchain mới là tương lai, blockchain mới là tương lai của tiền tệ, mới là gọi là có giá trị thực tiễn. Thì hôm nay mình sẽ đứng vào mình phân tích một số cái khái niệm về Bitcoin và blockchain và một số cái nhận định của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Mọi người cùng đón xem nha. Có nghĩa mình sẽ đi vào vấn đề luôn, có nghĩa là mình đi vào khái niệm về Bitcoin và khái niệm blockchain. Ở cái này là một khái niệm Đức lấy theo là Bitcoin WD dây trang, nó Bitcoin này nè, Bitcoin Wiki á, trên đây nó nói rất là chi tiết. Nói chung là Đức sẽ tóm tắt là một số ý thôi. Đại loại Bitcoin nó loại là một cái loại tiền tệ mã hóa được phát minh bởi cái người ẩn danh tên là Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Có nghĩa là đồng tiền này có thể trao đổi trực tiếp với các thiết bị internet với nhau mà không cần thông qua tổ chức trung gian. Đó nghĩa là anh chị có thể chuyển tiền cho nhau đi mọi nơi trên thế giới mà không cần thông qua chính phủ hay cơ quan trung ương nào hết. Không có một giới hạn địa lý nào hết. Có nghĩa là Bitcoin hoạt động khác hẳn với các loại tiền tệ điển hình, không cần thông qua những ngân hàng trung ương nè. Đó. Tất cả các giao dịch thì được ghi chép, các máy tính ghi chép lên một cái quyển sổ gọi là sổ blockchain. Thì một Bitcoin có thể chia nhỏ ra 100 triệu lần. Đó. Về mạng Bitcoin, mạng lưới Bitcoin á, thì bao gồm nhiều cái giải pháp công nghệ mã hóa khác nhau, bao gồm là chữ ký nè, Snor nè, ứng dụng đường cong Elip nè, tiên tiến nè, chữ ký vòng nè. Blockchain chỉ hoạt động như một cơ sở dữ liệu trong mạng lưới blockchain Bitcoin. Nó theo dõi các giao dịch và xử lý dữ liệu được đảm bảo, được bảo mật bằng các mật mã trong thời gian thực. Đó, chỉ khi tất cả các công nghệ được kết hợp lại, chúng ta có một mạng lưới Bitcoin hoạt động như bây giờ. Nguồn là ở đây. Rồi, xuống đây mình sẽ nói về khái niệm blockchain nha. Đó, đa phần mọi người nói là blockchain là tương lai nè, Bitcoin là lỗi thời nè. Nhưng mà blockchain là gì? Rất là nhiều cái định nghĩa mơ hồ về blockchain. Đây Đức sẽ nói một số cái định nghĩa cơ bản thôi. Như theo là Investopedia nè, thì họ nói á, blockchain là một cái tài khoản phi tập trung phân quyền, công khai tất cả giao dịch cryptocurrency. Đó. Rồi một lần nữa nhiều blockchain không công khai, nhiều blockchain phải không phải là phân quyền hay phi tập trung. Blockchain thực ra chỉ là cơ sở dữ liệu thôi. Cơ sở dữ liệu. Đây nguồn là lấy từ cái này. Đức phân tích xong nó sẽ post một cái bài lên Facebook để cho mọi người đọc chi tiết hơn. Còn theo định nghĩa là theo IBM nè, có nghĩa là nói là công nghệ blockchain được sử dụng trong các giao dịch ngang hàng giữa người dùng, giữa người tham gia. Cái này nó hơi khó hiểu nha, nhưng mà có ít nhất một blockchain được công bố công khai, được xây dựng bởi chương trình thực phẩm thế giới, nhưng chỉ có một đơn vị tham gia chính là họ, thì có nghĩa là có một mình họ thì cơ chế đồng thuận nó đâu có ý nghĩa nữa. Một mình họ thì nó gần như nó là tập trung rồi, nó giống như là công nghệ cũ rồi chứ không phải là blockchain nữa. Đây, và theo Google thì người ta lại định nghĩa blockchain lại khác nữa. Google lại nói blockchain là một cái sổ cái kỹ thuật, trong đó các giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa và ghi chép lại theo thời gian thực và công khai. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý rằng một blockchain là một quyển sổ kỹ thuật. Rồi đó, từ đây thì nó sẽ sinh ra hai cái khái niệm là về blockchain, có nghĩa là một blockchain phi tập trung gọi là blockchain công cộng á, blockchain public á, là có nghĩa là blockchain này bắt buộc phải cần nhiên liệu là crypto or là Bitcoin. Có nghĩa là để Đức giải thích cho mọi người nha, để đạt được cái sự đồng thuận trên mạng lưới Bitcoin á, bắt buộc phải có Bitcoin là phần thưởng,
để là thưởng cho những ai đóng góp giữ an toàn cho hệ thống và phạt những cái người mà gọi là phá hệ thống, hách hệ thống. Mình cứ hiểu nôm na là chiếc xe á, muốn vận hành một chiếc xe hơi thì nó cần có là nhiên liệu vận hành, nhiên liệu chính là Bitcoin á. Muốn vận hành cái blockchain Bitcoin là nó phải có Bitcoin làm nhiên liệu. Còn blockchain tập trung nè, blockchain tư nhân á, không cần nhiên liệu để vận hành như crypto. Nếu vậy thì nó đâu còn ý nghĩa nữa, có nghĩa là mọi người nó không còn nhiên liệu vận hành thì ai đứng ra để thực hiện giao dịch, ai đứng ra để thực hiện sự đồng thuận trên mạng lưới. Thật ra đây không phải là blockchain thực thụ mà chỉ đơn giản là một cơ sở dữ liệu database tập trung và được sử dụng kỹ thuật số để bảo mật. À. Trên thực tế không có công nghệ blockchain mà chỉ có sổ cái kỹ thuật số ngang hàng đồng đẳng, sổ cái blockchain kỹ thuật số ngang hàng đồng đẳng. Đây nè, blockchain được sử dụng như một là chiến thuật marketing. Nhiều người cố gắng tách biệt blockchain ra khỏi Bitcoin để gây sự hiểu lầm. Đó, bạn thường nghe là Bitcoin á là đã lỗi thời rồi, blockchain mới là tương lai. À, đây là một tuyên bố không đúng, bởi như Đức đã chia sẻ là công nghệ blockchain không có công nghệ blockchain. Nói khác đi á là công nghệ, nói một cách khác á, Bitcoin, blockchain không phải là công nghệ đứng đằng sau lưng Bitcoin. Bitcoin ý tưởng tạo ra tiền tệ phi tập trung là cái công nghệ đứng đằng sau blockchain mới đúng. Blockchain chỉ là một cái công cụ để bổ trợ cho Bitcoin thôi. Blockchain được sinh ra như một sản phẩm phụ của Bitcoin nè. Đây, một số quan điểm của những người nổi tiếng trên thế giới nha. Đức sẽ nói đến Andrew Antonopoulos. Đây, mình sẽ vào Twitter của anh này luôn. Đây, Twitter của anh này là đây. Đây, mình sẽ mời mọi người nghe một clip của anh này. We want you to talk to our executives. But when you talk to our executives, if you could, please say blockchain. Don't say Bitcoin. Because Bitcoin is weird. And blockchain is the future. And I said, no, I won't say blockchain. I will say Bitcoin because Bitcoin is the future and blockchain is bullshit. Đó, anh ta nói blockchain á không phải là tương lai mà Bitcoin mới là tương lai, blockchain chỉ là bullshit. Bullshit là không, nghĩa là giống như là rabbit đó, giống như rác á. Nó bullshit là thật ra nó là con bò hay là một cái thứ gì chửi tục bên tiếng Anh á. Đây. Andrew Antonopoulos là ai đúng không? Là cái người mà rất là nổi tiếng, một cái diễn giả viết ra quyển sách là Mastering Bitcoin á, là một diễn giả số 1 về Bitcoin trên toàn thế giới. Ông đã đi rất nhiều quốc gia trên thế giới để diễn thuyết về thuyết giảng về Bitcoin. Ông ta nói một câu á, là Bitcoin là Internet của tiền tệ chứ không phải là tiền của Internet. Câu nói huyền thoại của ông á. Nè, theo ông thì Bitcoin là tương lai, blockchain chỉ là một cái công nghệ bổ sung cho mạng lưới Bitcoin và cho phép nó hoạt động như một cái mạng tài chính phi tập trung phân tán ngang hàng. Mạng lưới Bitcoin bao gồm nhiều cái giải pháp công nghệ khác nhau nè, gồm là chữ ký store nè. Đó, mấy cái này thì nó sẽ chạy cùng lúc thì nó mới tạo ra một cái mạng lưới Bitcoin thực thụ. Nguồn là trích dẫn từ một số cái trang nước ngoài. Đó, Đức sẽ vote lên cho mọi người trên Facebook để mọi người đọc thêm. Đây, cái người thứ hai là Jack Ma nè. Jack Ma thì có chia sẻ đây, để mở cho mọi người nghe vào cái quan điểm của Jack Ma. Đây, ông nói về Bitcoin đây. Ngày 6 tháng 11, 2017. Hello, Jack Ma, my name is Lan Phương and I'm an actress. I think maybe I'm the only one, the actress here, and I'm a fan of you, and my brother is a fan of you too. And I have a question, my question and his question. You know, and I know, we know that you want to motivate the e-commerce and the mobile payment, so our question is, what do you think about the future of the Bitcoin? Of the future of Bitcoin? Tương lai của Bitcoin. Lúc này là đỉnh điểm của Bitcoin mọi người. Okay. Yes, I'm an actress. Oh, I'm an actor.
Đây. Đây. Ông ta nói là Jack Ma nói ông không phải là một cái fan người hâm mộ lớn của Bitcoin. Ông nói ông quan trọng đến cái điều là đặc biệt đến là giao dịch cộng đồng, nghe nó công bằng cho tất cả mọi người trên toàn cầu á. Thì ra Bitcoin nó đang là như vậy. Bitcoin là một cái đồng tiền công bằng cho tất cả mọi người trên toàn cầu luôn. Ông quan tâm niệm một cái điều là cái giá trị mà Bitcoin mang lại cho cộng đồng là gì, cho xã hội là gì. Ông là một cái người mà fan hâm mộ của cái công nghệ, ông nghĩ là cái công nghệ đằng sau cái đồng Bitcoin là rất mạnh. Tại vì nó cái công nghệ tạo ra Bitcoin thì ông nghĩ là nó rất là công bằng minh bạch, có nghĩa là 10 năm rồi là chưa hề có một Bitcoin giả được tạo ra trên hệ thống. Giao dịch là minh bạch cho tất cả mọi người xem và không hề có một cái giao dịch giả trên hệ thống, nó công bằng. Các mô hình tài chính hiện tại thì chưa có mô hình nào mà công bằng 100% á, mà có thể chống được gian lận 100%. Chỉ có mạng lưới blockchain Bitcoin mới làm được điều đó thôi. So my job in Alibaba Alipay's job is trying to make sure. Đó, đây ông nói về công việc của ông thì mình sẽ lướt qua luôn nha. Đó. Cái quan điểm thứ hai là Jack Ma thì lại cho là blockchain mới là tương lai Bitcoin thôi. Ông lại cho là cái công nghệ đứng sau Bitcoin á, là công nghệ blockchain á, thì mới là tương lai. À, cái người thứ ba là người là Elizabeth Stark, CEO của Lightning Lab nè. Cô này thì cho là Bitcoin mới là tương lai, chứ không phải là blockchain. Rồi để mọi người coi cái clip của cô này. Cô này có nói nè. It uses the Bitcoin. When people say blockchain, I say, well, what blockchain, right? Is it the Bitcoin blockchain, right, the Ethereum blockchain, the Litecoin blockchain? So actually, in our initial release, we had support for both Bitcoin and Litecoin. Okay. So you can use Lightning on Bitcoin and Lightning on Litecoin. One really cool thing that we're working on is you can even do trades on Lightning instantly without an exchange between Bitcoin and Lightning. But that's still TBD in the works. Okay. That's interesting. So you guys just launched your beta. You know, as we said, we want to have everything explained for a layperson. I'm always trying to keep in mind our reader who maybe they're one level deep at this point. They know about Bitcoin. Maybe they've dipped a toe into other cryptocurrencies, but they probably still don't fully understand this ecosystem. The news about your company is you've just launched beta. Now, what does that mean for, say, the average person, a non-developer? We can't go and send a payment yet using the Lightning Network, can we? Well, this is aimed at advanced users and developers. Đây là mọi người đang nói về Lightning Network của Bitcoin và nói là cái ông MC này ông hỏi cái cô này, cái cô mà Elizabeth Stark là CEO của Lightning Lab á, là công ty của cô này là muốn thâm nhập vào Bitcoin hay thâm nhập vào cái thị trường blockchain. Thì cô này trả lời thẳng thừng là thâm nhập vào công ty chúng tôi là thâm nhập vào Bitcoin thôi, chứ không phải thâm nhập vào blockchain. Bitcoin mới là tương lai. Ở đây là cho mọi người thấy nha. Có nghĩa là hai người rất là nổi tiếng về Bitcoin thì nói là Bitcoin là tương lai, nhưng mà tỷ phú Jack Ma thì lại nói là công nghệ blockchain mới là tương lai. Thì cái sự mà nếu mình lấy Jack Ma để so sánh với hai người này thì nó rất là khập khiễng, tại vì Jack Ma là một thiên tài, là một tỷ phú người giàu nhất Trung Quốc, nhưng mà ông lại là một người không thiên về công nghệ lắm. Có nghĩa là so với nếu mà so về công nghệ thì không rất là khó thể so sánh được với cái hai nhân vật này. Thì mỗi người có một khía cạnh thôi, một cái góc nhìn nhận riêng thôi. Ê, Đức sẽ chia sẻ với mọi người là cái góc nhìn nhận của những nhân vật rất là nổi tiếng là như vậy. Đó, cái Twitter của anh này nè, mọi người có thể follow rồi mình coi thêm một số cái thông tin. Đó. Rồi đây Đức sẽ nói về một cái tweet luôn. Cái tweet của một người anh của mình rất là hâm mộ, là cái anh Thuận Lâm, anh có một cái kênh YouTube á là khoảng hơn 30.000 người sub. Đó, anh cũng nói nè, anh cũng nói rất là hay nè, ông nói về là mình các định nghĩa blockchain và Bitcoin nè. Đây.
mình sẽ kéo sơ cho mọi người thấy là anh nói gì về blockchain và Bitcoin nha. Mình sẽ nói câu kết thôi. Đây nè, anh nói nè. Vậy định nghĩa nào đúng? Có rất là nhiều cái định nghĩa trên, Đức cũng lấy từ một chích một số nguồn đó. Cái nguồn Đức và anh Thuận cũng lấy gần như nhau. Đây, mọi người sẽ thấy nè. Anh nói trong thực tế là không có cái định nghĩa chính thức về blockchain. Đó, blockchain chỉ được sử dụng chiến thuật mà PR nè, nhiều cuốn tách Bitcoin ra giúp blockchain nè để gây hiểu nhầm nè. Đó. Anh này có nói là anh Thuận có nói là nói cách khác là blockchain không phải là công nghệ đứng đằng sau lưng Bitcoin. Bitcoin mới là công nghệ đứng đằng sau lưng Bitcoin mới là công nghệ đứng đằng sau lưng blockchain. Blockchain sinh ra như là một sản phẩm phụ của Bitcoin. Đó. Câu nói này là chích của cái người nổi tiếng là Antonopoulos là Bitcoin là Internet nãy Đức có nói đó. Đây nè, anh Thuận có giải thích luôn nè, mọi người coi nha. Đây, anh có nói nè. Có nghĩa là Bitcoin là Internet của tiền, chứ không phải là tiền của Internet. Chích câu nói của cái người nổi tiếng này. Anh nói chuyện này không thể nào, có nghĩa là để anh Thuận sẽ giải thích, giải đáp cho một người trả lời là blockchain nè. Có nghĩa là trả lời là blockchain thì nó không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Vì nó không được vì nó không trả lời được cái hệ thống đồng thuận trên mạng lưới Bitcoin là gì, làm thế nào thưởng cho những người mà người tốt là chừng người tốt, người ta bảo vệ cái mạng lưới blockchain á, mạng lưới Bitcoin á, và trừng phạt những người xấu trên hệ thống nè, và sử dụng thuật toán gì nè. Cùng một câu hỏi đó, nếu bạn trả lời là Bitcoin hoặc thì nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Anh không nói đúng, anh chỉ nói là hoàn chỉnh hơn thôi. Vậy blockchain không có crypto, không có crypto hay không có Bitcoin để thưởng cho cái hệ thống á, thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà bạn tin rằng hệ thống blockchain không phải được công khai và phi tập trung, thì bạn cần có tiền kỹ thuật số để thưởng cho những người tốt và trừng phạt những người xấu. Nếu không, bạn sẽ không thể đạt sự đồng thuận trên mạng lưới. Một cái gọi là blockchain tư nhân á, hay gọi là blockchain không cần tiền, không cần Bitcoin á, thì nó chỉ đơn giản là một cái cơ sở dữ liệu là tập trung nè, sử dụng kỹ thuật số để bảo mật thôi. Một số cái nguồn anh lấy từ đây nè. Đó là một số thông tin Đức tổng hợp. Và Đức có vote lên đây một cái bài nè. Mọi người ở đây, Đức có vote một cái bài lên Facebook, Đức vừa vote lên xong. Mọi người có thể tham khảo vào Facebook của Đức. Đây, Đức có nói nè, vote một cái bài về là blockchain và Bitcoin, cái nào mới là tương lai. Đó, rất là dài, mọi người cố gắng đọc nha. Đó. Và đây là Facebook chính chủ của Đức luôn. Nếu mọi người thấy video của Đức hay thì hãy like, subscribe cho kênh để Đức có động lực phát triển. Đây là Facebook của Đức, mọi người có thể liên hệ với Đức. Đây là một số thông tin với Đức đây. Mọi người có thể liên hệ với Đức qua cái Facebook cá nhân của chính chủ của Đức ở đây. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.